chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 h 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Bản tin hôm nay ngày mùng 9 tháng 4 năm 2020 sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình dịch COVID-19 từ thời điểm 18 giờ chiều ngày hôm qua, mùng 8 tháng 4 cho đến sáng nay, Việt Nam không có ca mắc mới nào. Số ca mắc COVID-19 vẫn giữ nguyên ở con số 251 ca. Có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày mùng 8 tháng 4, nâng tổng số ca hồi phục lên 126 trường hợp. Trong số các ca còn đang điều trị, đã có 25 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 về COVID-19 và 17 ca có xét nghiệm âm tính lần 2. Liên quan đến bệnh nhân số 243 cư trú tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, bệnh nhân này đã di chuyển nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người nên khả năng lây lan dịch ra cộng đồng rất lớn. Ngày 8 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh trong 28 ngày, kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2020 nhằm khoanh vùng khống chế dịch. Cũng theo Bộ Y tế, trong vòng 24 giờ, thế giới đã ghi nhận thêm 85.400 trường hợp bị nhiễm COVID-19, Tổng số người nhiễm Covid-19 đã vượt ngưỡng 1,5 triệu người, số tử vong là trên 88.400 người. Đến cuối ngày hôm qua mùng 8 tháng 4, tình hình khống chế dịch bệnh tại các quốc gia vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Tại nước Mỹ trong ngày mùng 8 tháng 4 đã ghi nhận trên 400.500 ca nhiễm, số ca tử vong trên 12.800 ca. Mỹ hiện vẫn là quốc gia có số ca nhiễm đứng đầu thế giới. Còn tại nước Nga hôm qua ghi nhận thêm gần 1.200 ca nhiễm Covid-19, đây là con số kỷ lục trong một ngày cũng là ngày thứ hai liên tiếp Nga có số người nhiễm mới cao hơn con số 1.000 người. Theo số liệu của Trung tâm Xử lý Khủng hoảng Quốc gia của Nga, tổng số ca nhiễm COVID-19 của nước này hiện khoảng 8.700 trường hợp. Tại Đông Nam Á, ngày 8 tháng 4, Bộ Y tế Indonesia ghi nhận thêm 221 ca nhiễm COVID-19 và 19 ca tử vong mới. Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Indonesia đã vượt con số 2.700 trường hợp và tổng số ca tử vong do bệnh COVID-19 ở nước này là 240 trường hợp. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 tới, thủ đô Jakarta của Indonesia cấm người dân tụ tập trên 5 người, giảm 50% công suất phục vụ và hạn chế thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Trong khi đó, các phương tiện cá nhân vẫn được phép ra vào khu vực thủ đô, song số lượng người trên mỗi xe sẽ bị hạn chế. Giới chức y tế Malaysia ngày 8 tháng 4 cho biết, nước này có thêm 156 ca nhiễm COVID-19, Tổng số ca nhiễm COVID-19 của Malaysia đến nay là trên 4.100 người và tổng số ca tử vong là 65 người, đã có trên 1.400 bệnh nhân hồi phục. Cùng ngày, thì Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 106 trường hợp dương tính với virus corona. Tổng số ca nhiễm virus corona của nước này hiện là trên 3.800 trường hợp với 96 người tử vong cần phải hết sức cảnh giác với những ca nhiễm trong cộng đồng. Đây là yêu cầu mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến sáng ngày 8 tháng 4 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo cho rằng, mặc dù đã thực hiện các giải pháp sớm mạnh dứt khoát để ngăn chặn dịch xâm nhập, nhưng chúng ta phải chấp nhận rằng thực tế dịch bệnh đã xâm nhập vào cộng đồng. Bởi trước thời điểm chúng ta tạm dừng nhập cảnh tất cả người nước ngoài vào Việt Nam thì đã có hàng trăm nghìn người đã nhập cảnh, trong đó có rất nhiều người đến từ các nước có dịch. Thống kê của Bộ Y tế cũng cho thấy, trong 251 trường hợp nhiễm bệnh tính đến ngày 8 tháng 4, có 156 người từ nước ngoài chiếm trên 62%. Bởi vậy chúng ta không được mất cảnh giác với mọi ca bệnh mới phát hiện tại cộng đồng. Phải tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, coi tất cả người có dấu hiệu dịch tễ đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế là ca có nguy cơ lây nhiễm. Ban chỉ đạo cũng thống nhất phải kiên định nguyên tắc từ đầu là ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch. Đây là chiến lược không thay đổi. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp gửi hội nghị trực tuyến các bộ trưởng y tế khu vực Tây Thái Bình Dương với chủ đề Đoàn kết chống Covid-19. Trong thông điệp, Thủ tướng chia sẻ bài học kinh nghiệm của Việt Nam là sớm nhận thức được tính chất nguy hiểm của Covid-19, đã chủ động ngay từ đầu khi xuất hiện tin về dịch trên truyền thông quốc tế. Với quyết tâm chính trị cao, chống dịch như chống giặc, chính phủ Việt Nam đã kiên quyết thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều biện pháp, trong đó có cách ly tập trung, giãn cách xã hội, khoanh vùng, tập trung dập dịch. Đến nay, Việt Nam đang kiểm soát được tình hình, chưa có ca tử vong nào do COVID-19 và đã chữa khỏi gần 50% ca bị nhiễm. Chia sẻ ý kiến chung về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục đi đầu huy động, phối hợp nguồn lực của các quốc gia, ưu tiên cho vaccine, thuốc đặc trị, vật tư, thiết bị y tế. Thủ tướng khẳng định, mặc dù còn khó khăn và nguồn lực hạn chế, nhưng trong khả năng của mình, Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế cho nhiều nước. Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng rằng sát cánh bên nhau, các nước trên thế giới sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19. Gần đây, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin xấu, giả mạo nhằm thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi. Ngày 8 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 2 ngày gần đây, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xấu, giả mạo nhằm thu mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động để trục lợi. Tại tỉnh Bình Dương, các đối tượng đã lập trang Facebook mạo danh Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để giao mua sổ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, hoạt động mua bán, thu gom sổ bảo hiểm xã hội dưới bất kể hình thức nào đều là bất hợp pháp và bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật các tài khoản facebook mang tên bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm xã hội bình dương để thực hiện hành vi này đều là giả mạo bảo hiểm xã hội việt nam cũng đã yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố tăng cường công tác truyền thông cảnh báo đến người dân và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 8 tháng 4, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đến kiểm tra các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại km 7 xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, chốt chân đèo Mã Phục, xã Quốc Toản, chốt xóm Đà Vĩ, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, chốt Công Muông, chốt cục mốc 834-837, xóm Công Muông và bản dốc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tặng quà động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ đang trực tại các chốt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và khả năng công tác kiểm tra kiểm soát của các chốt sẽ phải kéo dài thời gian. Các cán bộ lãnh đạo các huyện không được chủ quan lơ là, cố gắng khắc phục mọi khó khăn vất vả, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Đồng chí đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát tiếp tục tập trung cao độ, duy trì và tổ chức hoạt động hiệu quả của các chốt, một mặt làm tốt công tác kiểm dịch tạo thuận lợi cho người dân đi lại để hoạt động sản xuất và mua nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống, đồng thời xử phạt gian đe các đối tượng không chấp hành đeo khẩu trang theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội và chỉ thị số 07 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, thành phố Cao Bằng đã thành lập 15 chốt kiểm soát dịch tại các tuyến đường chính ra vào địa bàn thành phố và tại các khu dân cư nơi có người dân thường xuyên đi lại. Theo đó, ngoài 5 chốt kiểm soát dịch trên các trục đường quốc lộ dẫn vào thành phố, có 10 chốt lập tại các phường Hợp Giang, Sông Hiến, Hòa Trung, Ngọc Xuân để tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, thay đổi hình thức tập luyện thể dục thể thao bằng việc luyện tập tại nhà, thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung quá hai người cùng một chỗ nơi công cộng và giữ khoảng cách trên 2 mét, thường xuyên đeo khẩu trang khi ra đường. Cùng với việc lập các chốt kiểm soát dịch, 11 phường xã thành lập gần 50 tổ công tác, bao gồm cán bộ công chức viên chức trực tiếp đến từng địa bàn khu dân cư để thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh và huyện, hai trạm kiểm soát phòng dịch của huyện Bảo Lạc đã hoạt động 24 trên 24 giờ, đến nay đã kiểm dịch trên 770 lượt người, kiểm tra hơn 500 phương tiện ô tô qua lại địa bàn huyện. Huyện đã thành lập 12 chốt kiểm soát tại năm xã biên giới và hai chốt kiểm soát dịch trên trục đường quốc lộ 34. Tại các chốt kiểm soát ở các xã biên giới đã ngăn chặn được 26 công dân vượt biên trái phép. Tại hai chốt kiểm tra giám sát ở xã Bảo Toàn và xã Sơn Lộ đã kiểm tra y tế, đo thân nhiệt cho hơn 770 lượt người, kiểm tra hơn 535 phương tiện ô tô xe máy. Qua kiểm tra không có trường hợp nào biểu hiện nghi mắc dịch COVID-19. Hiện nay, huyện Bảo Lạc đang tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 07 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Ngày 7 tháng 4, Cục Quản lý Thị trường Cao Bằng tiến hành kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố. Đoàn tiến hành kiểm tra các mặt hàng lương thực thực phẩm tại siêu thị Cao Bằng, siêu thị Ngọc Xuân, quầy thuốc và thiết bị vật tư y tế của công ty cổ phần Dược Cao Bằng. Cửa hàng cung cấp lương thực Hương Pet, phường Ngọc Xuân, cửa hàng xăng dầu số 1 công ty xăng dầu Cao Bằng. Qua kiểm tra, cơ bản các siêu thị cửa hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đo kiểm tra thân nhiệt các khách hàng trước khi vào siêu thị. Đo kiểm tra thân nhiệt các khách hàng trước khi vào siêu thị và các cửa hàng, giữ khoảng cách an toàn khi mua sắm. Trong hoạt động kinh doanh, các cửa hàng kinh doanh hàng hóa không thuộc mặt hàng thiết yếu đã tự giác đóng cửa, tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan chức năng. Hiện đã có 43 cơ sở kinh doanh cam kết cung cấp đủ hàng hóa phục vụ nhân dân, không tăng giá bất hợp lý trên địa bàn, đảm bảo giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm ổn định và đảm bảo lượng hàng hóa cung ứng cho nhu cầu của người dân. Đoàn kiểm tra đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm như đầu cơ găm hàng tăng giá các sản phẩm gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngày 7 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tiếp nhận vật chất hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các đồn biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp nhận 3 tấn gạo, 102 chiếc đèn tích điện, 204 thùng mì tôm, 528 hộp cá, 500 chiếc khẩu trang y tế, 15 máy đo thân nhiệt, 70 bếp ga mini cùng nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá trên 80 triệu đồng để trao cho các đồn biên phòng qua những món quà ý nghĩa này, các tổ chức đoàn thể mong muốn góp phần động viên cán bộ chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch vượt qua khó khăn vất vả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ động viên kịp thời đối với cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng chống dịch, đồng thời thể hiện trách nhiệm của các cấp ngành, cơ quan đoàn thể, nhân dân đối với cộng đồng, đối với đất nước nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 9h10 của đài phát thanh truyền hình cao bằng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.